Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đồng Hỷ đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp, thống nhất hành động và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Hỷ lần thứ 21 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Nội dung này sẽ được đề cập trong phóng sự sau. Hơn 40 năm sinh sống ở xóm Đoàn Lâm, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Nhưng 2 năm gần đây, gia đình bà Nguyễn Thị Thuyết mới cảm thấy việc đi lại thực sự dễ dàng. Trước kia, quãng đường này ra tới chợ xã chỉ dài khoảng 5 km, nhưng người dân di chuyển mất 30 phút hoặc 40 phút tùy thuộc vào thời tiết. Giờ thì chưa hết 10 phút là người dân đã ra tới nơi. Khi ban công tác mặt trận xóm đến tuyên truyền vận động, bà Thuyết đã vui vẻ hiến 3.700 mét vuông đất, đồi rừng và đất ruộng để thi công tuyến đường. Thì cũng chỉ vì nước, vì dân và vì anh em, vì bạn bè trong xóm, trong làng để đi thuận tiện.